Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tôi có một con heo mà biết trang điểm, tôi con người biết trang điểm được. À, hôm nay là ngày mặt cửa năm. Mình hy vọng là trong năm nay sẽ rất là nhiều buổi show để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn. Yeah. Nói đây. Năm nay em muốn đi nhiều hơn gì? Nếu mà năm nay em có nhiều sự chuẩn bị. Đi ra lên chị giới hả? Giới khi mà mọi người Thank you.
dành cho Tú và 18 này. Hãy hiểu Tú, chú Tú sẽ luôn luôn có nhiều sức khỏe cùng với âm nhạc của mình và đặc biệt là tạo ra nhiều sản phẩm cực kỳ máu lửa hơn trong tương lai nhé. Cảm ơn bạn. Cảm ơn Minh Sô. Hẹn gặp lại bạn. Quý vị thân mến, sau khi mà xem xong phần trình diễn của 18B đó, thì bản thân Minh Sô thấy là đúng thật, đây là một lễ hội ngoài trời quá là tuyệt vời. Bởi vì sân khấu của chúng tôi đứng thì các bạn như rất là xa tất cả quý vị ngồi phía dưới. Nhưng ngày hôm nay thì may mắn quá, thời đại tân tiến rồi, chúng tôi cũng có livestream để có thể là đồng hành với tất cả quý vị khán giả đang ngồi tại nhà nữa. Và điểm đặc biệt, mini game này chúng ta sẽ cần một người để lãnh đạo cái mini game này, chia sẻ nó cùng với Minh Sùng và tất cả quý vị khán giả nữa. Một tràng pháo tay cho hiệu trưởng quay trở lại nha, mời anh Tuấn. Cái gì mà fan hâm mộ tôi biết nha. Quý vị thân mến, hai bạn nhỏ rất là tài năng của chúng ta. Đầu tiên xin được giới thiệu Gia Kim, giải ba của Việt Nam Idol Kids, rất là dễ thương. Cảnh Gia Kim đó chính là Bảo An. Ngày hôm nay cô bé này cũng là hiện tượng nha quý vị, rất là nhiều triệu view ở trên YouTube và cũng đã nhận được giải tư của chương trình Gương Mặt Thân Quen nhí rồi. Ngày hôm nay hai đứa tụi con cho chú hỏi coi sao mà tự nhiên là theo chú Tuấn lên sân khấu. Có biết là cái mini game này chơi sao mà cầm sẵn mấy cái dùi rồi nè, cầm micro thì chia sẻ coi. Con xin kính chào tất cả mọi người. Và cái mini game hôm nay theo con nghĩ là sẽ là đánh trống. Ồ thì đúng là con tới với chương trình xác lập cái luật về trống mà con hả? Còn gì khác nữa không con? Dạ, con không biết nữa. Không biết nữa để bạn mình nói nó, hỗ trợ bạn đi con. Lần đầu tiên thì con xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì con cũng khá bất ngờ, lần đầu tiên được lại trình diễn chống mọi người và không biết mini game sẽ như thế nào và con hôm nay sẽ tự thủ. Rồi thôi được rồi, chú biết rồi. Tuấn ơi, là cậu đúng chưa? Cậu đã mang hai đứa nhỏ lên sân khấu xong rồi nhét vô cái tay hai đứa nó là hai cái dùi trống. Rồi hai đứa bé nó ngơ ngác lên đây không biết làm cái gì hết luôn. Bây giờ mời Tuấn nè chia sẻ cái mini game này đi. Không những là cái mini game này dành cho hai bạn này, như các bạn biết hai bạn là ca sĩ nhí, nhưng mà cái mini game này cũng là cái phần thử thách cho MC luôn. Hả? Cái gì? Tôi luôn hả? Thú thật với lại quý vị là cái phần mini game này là chưa tập trước. Trời, không có cần thiện nha, Minh Xuân là người chưa bao giờ cầm tới cái dùi chứ đừng nói chi. Để nó cũng là một cái câu chuyện nói rằng cái bộ gõ hoặc là cái bộ trống nó có khó hay không. Thì có thể là bắt đầu để cho quý vị khán giả cùng những cái thầy trống ở dưới sẽ bắt đầu hưởng ứng cái phần mini game này của mình được không? Ok, nói chung là ngày hôm nay Tuấn ở đây sẽ làm lãnh đạo nha. Ok, thầy đội trưởng nha thầy. Thầy sẽ giúp cho những bạn nhỏ mầm non mới nha, được chạm đến với cái trống là như thế nào, bánh trống ra làm sao, đúng chưa? Và với sự hỗ trợ của rất là đông những nghệ sĩ trống ở phía dưới ha. Rồi, xin mời... Tôi đi đâu đây? Xin mời ba bạn tình nguyện bước vào bộ trống. Tôi đâu có tình nguyện đâu, tôi bị ép chứ bộ. Nhưng mà thấy cái này là vui, bị ép bị vui. Ok, rất vui thật sự nha quý vị. Oh, wow. Đây, để hai bên cái trống kia gần nhất của mình. Rồi bây giờ sẽ nghe theo cái phần hiệu lệnh bằng cái tay của Tuấn. Rồi các bạn sẽ cứ đánh. Mình sẽ đếm nhịp. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, đều luôn, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nhờ quý khán giả phía dưới vỗ tay cho sung lên được không á? Các bạn Roma ở đây là rất là máu lửa rồi đó. Rồi bây giờ cái như vậy mà mình sẽ theo cái tốc độ nhanh hơn nha. Rồi ba bạn tinh nguyện ở trên đây sẽ theo cái tốc độ mà tôi biết ha. Đánh hai tay y như vậy. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vô 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, rồi cứ giữ đều như vậy, giữ đều. Tay thấp, đánh nhỏ, tay đưa cao đánh lớn, được không? Và 1, 1, 2, 3, 4, 4.
ba bạn tình nguyện của chúng ta hưởng ứng cái phần biểu diễn giống tố không ạ? À, hãy dành cho ba bạn một tràng vỗ tay được không ạ? À? Rồi, rồi. Chắc là mời hai đứa tụi con ra đây biết chút bây giờ luôn. Mời chú đi. Dạ, chú là con thấy hát cũng dễ. Cũng dễ hả? Dạ. Mình mốt rồi có muốn quay một cái đoạn video clip một bài hát con tự hát rồi con tự đánh trống lên như chú sướng luôn không? Dạ, chứ mà đánh vậy chứ có lên bài hát cũng. Chị, có gì không hả? Dạ. Con phải qua bên đây là chú Tuấn đó, Just Music Center đúng không? Dạ. Thì mình học một bài cho nó chuyên nghiệp luôn con nghe. Dạ. Ừ, con sao con? Kim. Con thấy này cũng là dấu ăn nó cũng dễ, rõ rõ là cũng thấy cũng rất là dễ đúng không? Bây giờ con nói đi một điều đi, sắp tới con có muốn trở thành một tay trống không? Dạ. Cũng muốn là muốn thử xuống sẽ là nó hay như thế nào nhá. Hát ra thì xuống có thể là được không? Đúng, bây giờ mình nhỏ mình lại gọi là đa di năng đúng không con? Mình không 80 tay trống của chúng ta. Cho em xin lại cái chiếc micro luôn đi anh em, thì em chưa xuống được. Dạ dạ dạ. Dạ, cảm ơn anh MC. À, các bạn ơi, chúng ta sẵn sàng làm nóng chưa? Hôm nay thời tiết rất đẹp và rất mát. Ôi, chưa rồi, em bị chưa rồi? Nóng hơn rồi đúng không ạ? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tập bò bốt trên cột. Trời chứ. Giống như nãy, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ đánh. Trời ơi, mình tưởng mất mình được chơi, mình bị thổi. Thì hôm nay chúng ta sẽ đánh lên cái trống snare. Rồi, bây giờ mình sẽ... Đã, nhưng mà chắc là thầy không tin vào khả năng của chúng ta. Chúng ta sẽ đánh lên trống snare đúng không ạ? Biết ăn, ta ăn. Rồi. Ủa sao anh đứng dưới đây làm gì vậy? Tai thấp, anh nhỏ, tai lớn, tai cao. Rồi các bạn chuẩn bị. Có thể lớn, có thể nhỏ, có thể không khăn trang. Cha mẹ nào cũng muốn con được sống đàng hoàng. Lớn lên làm người mong một tương lai sáng lạng. Cặp cùi cả đời không bao giờ thấy tham lam. Yeah.
Giang Phiêu và anh xin cảm ơn rất nhiều ạ. Chúc mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ và ấm áp với gia đình ạ. Cảm ơn rất nhiều ạ. Xin mời quý vị chúng ta cùng dành thêm một tràng pháo tay nữa dành cho Giang Phiêu và Bảo An thưa quý vị.